bác, anh chị và các bạn đang quay trở lại kênh Khế Đẹp 88 và em là Siêu. Thì dưới 100 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng xe gì cũ mà có chất lượng, và làm thế nào để chúng ta chọn những dòng xe tuy là giá rẻ nhưng vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu công việc, nhu cầu bảo vệ an toàn và sức khỏe cho gia đình. Thì ngày hôm nay bên cạnh em sẽ giới thiệu chi tiết một cái chiếc xe, đó là Daewoo Lanos. Thì đây là một chiếc xe mà dường như là chúng ta thấy rất là nhiều vào những năm 2003, 2004, 2005, và đây là một chiếc Lanos 2005 với một cái form dáng và một cái màu vỏ, thân vỏ còn đẹp và màu bạc khỏe khoắn và trẻ trung. Cái tầm tiền thì nhiều người tham khảo trên mạng ấy, có những người bán xe này 20 triệu, có người bán xe 50 triệu, cũng có người bán xe cái Lanos đời 2005 này trên 100 triệu. Thì đây là cái sự khác biệt. Thì chúng ta sẽ đi vào tại sao có cái sự chênh lệch và có sự khác biệt đấy. Thì một cái chiếc Lanos ấy, nếu mà làm một cái chiếc xe từ tập lái đi ra thì xe nó rất là cũ và xe nó rất là lát rồi, cho nên là nếu mà chúng ta sở hữu một cái chiếc xe như thế chỉ thay gọi là đi lại tránh mưa tránh nắng thôi thì không nói, nhưng để mà sở hữu một cái chiếc xe Lanos cũ đẹp thì chúng ta phải chú ý bốn cái điều như sau. Điều đầu tiên là về thân vỏ. Thân vỏ cần phải là mỏng và không có những cái gợn bả ma tít do đâm đụng và va chạm, thậm chí là cả ba đời sốc trước và ba đời sốc sau đó. Và đây là một chiếc Lanos đời 2005 và một chủ tư nhân gia đình chính chủ từ đầu, biển 4 số. Với cái thiết kế này thì chúng ta cũng không thể khen là nó quá đẹp hay là nó quá sang trọng, bởi mục tiêu khi mà sản xuất ra cái dòng xe, một cái khung dáng xe này thì nó đánh vào cái điều đó là phân khúc người dùng tầm tiền bình thường và đáp ứng đủ cái nhu cầu gia đình và đi lại. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nó rơi vào khoảng 7.5-8 lít, nhưng mà phải đánh giá cái dòng Lanos này là thực sự là lồi đồng và cối đá, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm sửa chữa và thay thế nó rẻ như vậy, xe máy vậy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm sở hữu những dòng xe này, không bao giờ sợ là phải hỏng thay thế đồ nó đắt hay không, hoặc là đời sâu chúng ta thay thế đồ nó đắt hay không, thì thực sự điều đó là chúng ta bỏ ngoài đi đỡ đau đầu, tại vì đồ thay thế Lanos rất rẻ, cho nên đó là một trong những cái tiêu chí và lý do những người, những trường dạy lái và họ chọn cái dòng xe này để mà đi tập lái. Và tất nhiên rồi, chiếc xe này là một chiếc xe gia đình chứ không phải chiếc xe tập lái. Thì chúng ta đi vào chi tiết rồi chúng ta xem những cái chiếc xe gia đình này thì cái đèn nguyên bản này, đèn nguyên bản của dòng Daewoo và nhất là dòng Lanos và dòng Lubida thì nó có những ký hiệu chìm ở trong cái phần đèn này, và khi cái đèn nguyên bản này chúng ta sục rửa lại sau bao nhiêu năm tháng thì nó vẫn sáng trong, có độ sáng trong như thế này. Và những cái chiếc xe đi ít thì nó không bị đỏ đèn, chúng ta có thể để ý. Còn phần mặt ca lăng này thì là một cái phần mặt ca lăng nguyên bản và được mạ chrome rất là sáng sau khoảng hơn chục năm sử dụng rồi, và nó vẫn giữ được cái độ sáng và bóng như thế này, là một cái chiếc xe tương đối đẹp. Hơn thế nữa, chúng ta có thể nhìn một cái góc nghiêng khoảng hơn 30 độ, chúng ta có thể thấy rằng đây tất cả những cái phần chi tiết ghép lối bên trái bên phải là những cái đường gân gập nổi lắp cabo, nó còn nguyên zin và giữ được nguyên form chứ không phải xảy ra một tác động từ bên ngoài nào. Thì đây là một cách chọn mà chúng ta chỉ cần đi vòng quanh xe và nhìn tổng thể thì xem cái chiếc xe nó có hồn hay không, thì chúng ta sẽ định giá và chúng ta có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Tiếp theo đó là phần cua lốp. Đối với những cái dòng Lubida và đối với những cái dòng Lanos, đối với những dòng Daewoo này thì phần cua lốp là một cái tiêu chí đánh giá xem xe có độ đẹp là đẹp xuất sắc hay là đẹp bình thường thôi. Thì những cái xe mà nó giữ được cái phần cua lốp nó đẹp và nó không bị mục mọt như thế này thì còn tương đối và chấp nhận được. Và tiếp theo, để ý những cái dòng Daewoo ấy, Nacetti, Lubida hay Lanos, thì những phần tai gương này, và những phần cửa này thì nó là phần của nhà sản xuất mà dường như rất dễ bị mục mọt, thì chúng ta kiểm tra xem xe nó đẹp thì những phần này nó còn nguyên. Chúng ta mở cánh cửa ra này, chúng ta soi vào đây xem nó có bị mục mọt hay không. Đấy, những cái phần bản lề này xem mục mọt hay không thì chúng ta sẽ biết được rằng cái xe nó có giá trị như thế nào. Định giá xe là định giá cái độ nguyên bản của xe và định giá được cái chất lượng của xe nó phù hợp với giá tiền.
một cái chiếc xe khung sườn chắc chắn, khung sườn chắc chắn thì nó hơn là rất là nhiều. Đối với một chiếc xe mà xảy ra đâm đụng va chạm mà người ta chắp lối rồi, chúng ta có thể thêm vào đó 20-30 triệu thì chúng ta cũng không sửa, thì chúng ta nó cũng không thể bằng những chiếc xe nó nguyên vẹn ngay từ đầu được. Đó, thì một chiếc xe đẹp thì là một chiếc xe mà nó có độ nguyên bản rất là nhiều. Đó là từ phần tắp bi cửa này, nó vẫn có lỉ nguyên bản này. Đó, phần ghế lỉ nguyên bản này. Và tất cả phần vô lăng và phần củ số. Nó còn những cái độ option nhám, giả da, chứ nó không bị mờ. Củ số này. Tiếp theo chúng ta có thể thấy thêm là những cái phần như là phanh tay, hoặc là những cái phần như là những cái phần bàn thờ táp lô này. Thì chúng ta để ý những cái độ nguyên bản. Độ nguyên bản của nó còn rất là nhiều. Và xe nó còn rất là đẹp chứ không phải là cứng xe nữa. Đó. Tổng thành tất cả tắp bi cửa này. Đó, nó không bị mờ, và ghế đằng sau cũng vậy, ghế đằng sau còn nỉ nguyên bản hết 100%. Thì cái yếu tố nguyên bản nó đánh giá của chiếc xe, nó giữ giá và nó có giá trị hơn là những chiếc xe mà nó sâu đời mà được độ lên. Thì thực sự cái yếu tố mà nguyên bản theo xe, khi chúng ta mua xe thì nó là một cái tiêu chí mà định giá xe rất là nhiều. Đời 2005 cho nên ở đây nó vẫn có một cái sự nguyên thủy nguyên bản, và những năm đó là kính quay tay. Ở đây đây, đó, kính quay. Đó. Lá lốt thì là một cái dòng xe mà nó lành xe. Và chúng ta nhìn từ phía sau vào thì nó cũng khá là dài. Cốp để được tương đối đồ. Tương đối đồ. Thì thật sự với cái tầm tiền mà đây, tất cả đẹp đây. Với tầm tiền mà tầm dưới trăm triệu ấy thì sở hữu những chiếc sedan đi nó đỡ ồn và nó rộng rãi thoáng mát. Không phải là những vòng hatchback thì thực sự có thể kể đến Nubira, có thể để kể đến Kia Spectra, nhưng trong đó có Lalot là cái dòng xe mà lành, mà là cái dòng xe mà dường như là được nhiều người săn đón và nhiều người sử dụng. Nó lành xe, nó bền bỉ, và nó những chiếc xe đẹp thì nó không bị mất giá giống như những chiếc xe gem Thái vậy. Thì nếu có chú bác mà đang tìm kiếm những dòng xe phục vụ nhu cầu gia đình, che nắng che mưa, đảm bảo sức khỏe cho vợ cho con, thì đây có thể là một cái lựa chọn. Nếu cô chú bác yêu, thấy thích, thấy hay, có thể chia sẻ và alo ngay tới số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc hãy bình luận phía bên dưới video này những cái quan điểm và những cái điều mà mình biết về những cái dòng xe dưới 100 triệu tốt mà cô chú bác đang sử dụng. Cảm ơn tất cả cô chú bác. Chúc cô chú bác một ngày hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình.